là một cái là vấn vấn đáp là quan sát ha, xác định nhận định khẳng định vậy. Rồi nó làm thêm cái phần sự nữa, tức là nó làm thêm cái phần sự nữa là manodoro cho nó ha, cho cái lỗi ý vậy. Thì bây giờ chúng ta ghi thêm thế mà manodoro cho nó này nha, nó có khác chút đôi chút đó nha, vì để ý nó có khác đôi chút. Manodoro Mandodoro Vachana tức là mando là ý, Dwara là gì? Dwara là cửa ha, Navachana tức là hướng về ha. Nó làm cái phận sự tức là cái nơi mà khai mở hướng cái tâm ý, hướng cảnh vào tâm ý ha. Thì nó sẽ có là rút quá. Mano doare này tắt ra nha. Doare vị trí ở vị trí cách tắt ra nha. Mano doare avajana rasa. Rồi tắt tha pa wa bất bất tha na. Pa wanga tức là pa wanga cộng với abba gama nha. Abba gama chữ g. Abba gama paratana. Rupa ramana vichana là sự biết ha. Manodwara vachana này tức là khai ý môn, nó có cái trạng thái tức là biết lấy cảnh sắc. Ở đây ám chỉ cho tức là lộ ý môn mà nói tiếp lộ ngủ ha. Ví dụ như chẳng hạn như lộ, giống như lộ mà lộ nhãn môn. Đối tượng của nó sẽ là cảnh sắc vậy. Thì khi mà cảnh sắc mà sau khi sanh khởi và hoại gì trong lộ ngủ môn rồi, thì nói tiếp theo đó tức là những lộ ý môn được khởi lên, vẫn bắt lấy cảnh sắc cũ đó để ghi nhận được cái tên gọi cũng như là khái niệm cũng như là cái định tên gọi khái niệm định hình của nó ha. Cho nên cái trạng thái của nó là biết lấy cái cảnh sắc cũ ha, cũng là cảnh cũ. Rồi avacchana ở đây tức là sự hướng về ha, sự hướng về, cái phận sự của nó sẽ là hướng cái gì, hướng vào ý môn, hướng cảnh vào ý môn. Sự hiển bày của nó thì biết rồi, tất tha bao quát giống tương tự như vậy. Còn ta đã parathana tức là nhân gần của nó là cần phải là bác quan gá, tại vì của bác quan gá thì như vậy nó mô đo rồi cho nó mới hiện khởi. Ví dụ như cái lỗi ý môn như vậy là chúng ta vẫn là ti bác quan gá cho nó ná rồi đá lúc nó chia đá rồi mano rồi bắt đầu là yamana. Như vậy đó là ba cái này đều là có quan gán hết nha, nhưng mà nó với cái vai trò nó khác nhau, cho nên nó mang tên là có quan gán anti ta có quan gán có quan gán cho nó nó bằng cứ cái chia đó. Như vậy là cần phải có là có quan gán diệt đi rồi làm xong cái phận sự của nó, rồi bắt đầu mano đưa ra cái nó mới khởi xong lên cho cái lỗi ý được thôi. Ở đây đang nói về cái khía cạnh tức là các sắc đa tâm nó luôn luôn nối tiếp gì khởi sanh và hoại diệt, khởi sanh và hoại diệt chứ không có sự gián đoạn. Ubagama tức là phải có sự diệt mất của các quan giác, các hoàng sử các quan giác là phải diệt mất đi rồi bắt đầu là mới mang vô đồ rồi mới lên. Nhưng gần là cần phải có sự diệt mất của bác quan gác. Còn ở trên là giá mặt lộn đúng không? Tất hạ bác quán. Tất hạ bác quán này giết nhiều lắm rồi đó. Thì chỉ bác mặt chứ là khoáng mặt ở chờ. Cái lộn mẫu chúng ta thêm trong cái phần phần này như vậy là chúng ta xong rồi hả? Nhẹ nhị tỉ thiệt rồi ha. Rồi chúng ta thêm cái hát sĩ tức bà đá này nha. Cái hát sĩ tức bà đá nữa. Cái hát sĩ tức bà đá nữa. Cho hết cái này luôn rồi. Hát sĩ tức bà đá là gì? Hát sĩ tức bà đá nha.
tức là khởi sanh cái việc cười. Có 13 tâm đúng không? Thiếu không? Thiếu. Thiếu không? Vui mà. Rồi. Rồi, Sala Ramana là gì? Có 6 cảnh ha. Cảnh. Sĩ Tích Ba Đá này cũng có thể là do thấy, do nghe, do ngửi, do nếm, do đụng, do suy nghĩ vậy. Cũng vẫn khởi lên. Vẫn khởi lên cái việc cười này được nha. Rồi ở cái này bị cười ha, Sita Bada tức là sinh tiếu ha, hình phiếu sinh tiếu, sinh ở đây em chỉ cho Upa đó vậy, tiếu là cái thời cười thì sinh tiếu còn ở đây họ như gọi là tiếu sinh tâm, mà dịch xuôi lại đó thì tiếu sinh tâm, tiếu sinh tâm là theo cái cấu trúc của Hán nha, chứ mình đừng có nói là cười mà sanh ra tâm nè. Tâm khởi sanh thì cười, tiếu tiếu sanh tâm. Rồi kiếp kéo quá xê ná, kiếp kéo là tức là cái công việc, cái cộng sự, mà quá xê ná, quá xê ná thì trong cái trường hợp ở đây nếu mình sử dụng ở cách thứ ba như vậy thì mình sẽ hiểu rằng nó là mang nghĩa tức là do cái cộng sự thôi, vì rằng cái công việc này là công việc của vị Arahant ha, vị A-la-hán rồi, cho nên nó chỉ là cái cộng sự tức là cộng sự thôi, còn Arahantan này cho bậc A-la-hán nha. Ở đây Rasa là cái cộng sự của nó là như thế nào? Nasitupadana, Upadana tức là khởi sanh. Cái phận sự của nó là khởi sanh cái việc cười cho vị A-la-hán. Chỉ bằng cái phận sự mà ở trong cái gì? Cái quá khứ ở đây các nhân, trong cái câu chuyện ha, trong các điều, mình gọi là trong các điều mà Anu La Riesu là Án Đá cộng với U La Riesu là Ná cộng với U La Riesu ha. U La Riesu tức là không cao quý, không đáng, tức là dẫu rằng đó mỉm cười đó, nhưng mà chỉ có đối với cái mỉm cười mà cô bậc nhà chánh mình chánh giác đó, tức là từ cái tâm mà hai sĩ tích ba đá với lại hai cái tâm mà gọi là hợp trí ha, hai cái tâm hợp trí vậy, cái lý do mà hợp trí của bậc chánh định giác ha, thì cái đó là ngài cười với cái nguyên nhân, đó cho nên chúng ta ha, phẩm sự của nó là khởi sanh cái việc cười đối với những điều mà mình đây chúng ta dịch là đối với những điều mà gọi là nó không thích đáng đi, tại cái này nó nghĩa là cao quý, có nghĩa là thích đáng đó, nó có những điều không thích đáng. Arahant tăng dẫu rằng này chúng ta vẫn để chữ của được nha, của vị thánh A La Hán bằng do cái tính chất phận sự, cái chức năng như vậy thôi, là cái phận sự nó như vậy. Rồi tatha pa quá tức là giống như hồi nãy chúng ta đề cập ha. Rồi ekantato hari vắc thú hai sĩ tích ba đá này đó, chúng ta cũng tại vì nó xong ở trong lộ ý cho nên nó cần đó là phải hai sĩ tích ba đá làm cái sắc ý vật này chỗ nương tựa ha. Rồi ekantato này đó là ekanta tức là từ tô này nó có thể là dịch các thứ tư, thứ sáu và thứ ba. Chúng ta dùng cái từ nó tính từ mà chỉ thôi, chúng ta dùng cái từ chỉ thôi, nhưng cộng của nó là chỉ cần cái hai đứa quấn đó là sắc y vật thôi ha, chỉ cần sắc y vật thôi, chỉ bỏ cái cao tato là chỉ cần chỉ với, chỉ cần chỉ với sắc y vật. Ở đây là chúng ta dùng cái từ mà gọi là chúng ta dùng cái từ only thôi, được rồi, only thôi. Vậy là e cá cộng với anh tá vậy.
anh ta nó gọi là kết thúc, tức là tại ngay cái điểm kết thúc, nó cũng có nghĩa là tại điểm kết thúc nữa. Tại điểm kết thúc tức là xác định rõ rằng cái điều này là chắc chắn, có nghĩa là chắc chắn nữa. Chúng ta hôm bữa là chúng ta có biết có quan gá rồi không? Có quan gá có biết rồi chưa chứ? Dạ rồi. Bao con gái rồi chứ không? Dạ rồi ạ. Dạ, Kama Nipita. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Như vậy đó, tiện thể cái bao con gái là chúng ta ghi luôn cả cái bát tí xanh đi và chú tí luôn nha. Tại vì ba cái đó nó có quan hệ với nhau. Dạ, bây giờ chúng ta ghi cái bát tí xanh đi trước đã. Bát tí xanh đi tức là tắm. Tục sinh ha. Máy tục sinh cũng đều là vậy. Tại vì nó có chức năng, nó chỉ thay đổi chút xíu rồi. Nên tiện thể chúng ta đi luôn.